Hello mọi người, đây là bài cá bảy màu full gold tơ của mình nha các bạn. Mình đang khoan tụi nó thì nước nó lên hơi xanh, thì sẵn mình cũng trả lời cái câu hỏi của cũng khá là nhiều bạn hỏi mình là form cá bảy màu full gold bằng nước đảo xanh được không. Thì hơi hơi xanh là được nha mọi người, ít hơn xanh lợt hơn cái này nha. Xanh cỡ này trở lên thì mọi người form nó sẽ không đạt hiệu quả đâu, tốt nhất là sẽ là nước trong lành trắng. Nếu mà có dính nước đảo xanh đó thì hơi hơi thôi, hơi hơi như vậy nè mọi người. Đó, hơi hơi như vậy là ok rồi, là form cá là ngon nhất. Thì cỡ đó thì cá nó lên vảy rất là tốt. Mình cũng mới vừa thu hoạch cái bầy gôn con nè mọi người. Cá đẻ hồi tối, mình vớ cá mẹ ra hồi sáng rồi. Thì con cá mẹ nó nè. Thì vớ cá mái mẹ ra mới có phát hiện các bạn. Mấy cái con này mình chán, mấy con này nó rút cái máng ăn nó ra luôn mới được, tức á nó chạy nó trốn dưới cái máng ăn không à mọi người, hơi nhát nè. Con mái mẹ của nó là cái con này nè, với con mái mẹ mới phát hiện là có con nó chuẩn bị nó đẻ nó rồi, bụng chà bá nó rồi các bạn thấy không, bụng rất là bự. Thì bây giờ thì sẵn sẽ vớt được nó ra luôn. Bây giờ là buổi trưa rồi, cũng xế xế rồi đó, mình đang kiểm tra rồi cho tụi cá bảy màu ăn trưa. Do sáng mình cho ăn trễ cho nên cử trưa này mình sẽ cho ăn trễ một chút nè mọi người. Thì con mái này mình nuôi trong cái môi trường là cái nước nó cái nền nó hơi đen. Thành ra các bạn khi mà nằm ở dưới á, các bạn sẽ không thấy rõ được nó. Vẫy thì lên rất là ok rồi. Đó, nuôi nền hơi đen nhưng mà vẫy lên về là rất đã rồi, tai bơi kìa. Ánh kim con này ánh kim mạnh lắm. Thì gôn này thì mình cho ăn đồ cũng bình thường hả mọi người. Buổi sáng thì có thể là mình sẽ cho nó ăn ké chung với lại tụi beta rồi luôn, là mình cho sẽ cho ăn trùng huyết đông lạnh. Buổi trưa nếu có trùng chỉ á, nếu có trùng chỉ như bữa nay mới vừa đi mua về á, thì mình rửa sạch rồi mình cho nó ăn trùng chỉ. Máng cục trùng chỉ từ đây tới chiều, buổi chiều khỏi cho ăn luôn cũng được. Đối với gôn, cái dòng cá mà mình nuôi cảm nhận từ trước tới giờ không có cái dòng nào mà dễ nuôi bằng dòng full gold luôn. Nó trâu cực kỳ ha, trâu cực kỳ, mở đẻ cũng nhiều cực kỳ luôn, nó đẻ mà mình sợ mà đó. Còn bầy này là cái bầy cá của mình mới vừa tách ra nè, tách ra làm hai. Bên đây là cái bộ trống ri bông với mái gen, bên kia là bộ mái ri bông với trống gen đó. Mái này là mái chuẩn bị đẻ nè em vô. Thì cũng hôm nay thì sẽ cho cái tụi full gold nó, cái tụi cá bảy màu ăn trưa sương sương các bạn, không có cho ăn nhiều. Để đây đi, chừng nào nó đẻ nó đẻ, để ấy rồi bỏ lòng đẻ vô cho nó sau nha. Con này bụng bự lắm rồi, vô đây các bạn thấy mới rõ nè, bụng rất là bự rồi đó. Bữa nay thì sẽ cho cá ăn sương sương là trùng huyết, trùng huyết đông lạnh mình xả đá rồi nè, để mình rửa sạch cái nữa là cho tụi nó ăn. Rồi sẵn thăm cái bầy cá bảy màu Ivory giống tơ của mình luôn. Thấy có cũng có con cá mái nó cũng bụng cũng bự bự rồi. Coi coi được chưa, vớt ra cho chờ ngày đẻ luôn nha mọi người. Thôi giờ để mình rửa cái này cá rồi tiếp tục nha các bạn. Xong rồi nè các bạn. Bây giờ thì để mình lấy cái cây cho ăn. Rửa cây cho ăn, cây cho ăn trùng mình bỏ đâu rồi ta. Rồi bỏ ở đây nè, mình ngâm đây nè. Cho ăn trùng huyết là cây cho ăn mình dạt cái mỏ bớt nè bạn, dễ hút. Đi qua thăm cái bầy bên đây trước luôn nè. Nè, bầy Ivory giống tơ nè, mới vừa để. Nếu mà đẻ lứa này là lứa đầu tiên nha mọi người. À, có con mái bụng bự quá chừng rồi, hai con luôn chứ không phải một con nữa. Nhưng mà sẽ chắc sẽ vớt con này ra trước. Thì cỡ con này thì ba con luôn. Đó, mấy mái bụng bự tròn bàn hết rồi. Chắc con này nó gần đẻ rồi, thấy nó bơi cũng hơi chậm nè. Rồi thấy không? Bơi cũng hơi chậm hơn so với mấy con khác. Đó, để mình vớt nó ra luôn nha. Vớt ra luôn. Vớt ra chờ ngày đẻ luôn. Đây. Mấy cái này. Khay đồ thì cũng đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Nó cũng có luôn.
rồi dè dè đã lật cái hậu quái rồi. Chạy đâu rồi? Nãy mình nói con máy nào ta? À, con máy này nè. Độ nhảy. Con này. À. Con bự nè. Hoàn toàn đẻ tới luôn á. Quá trời không? Về đây rồi sao? À, phụ cà na quá, còn có một miếng nè. Cho tụi này ăn luôn đi, để ngâm cái khác các bạn ơi. Để lát mình đi ngâm cái khác cho tụi nó ăn. Xui quá. Thôi, lỡ rồi tính ấy để mình một chút xíu mình đi ngâm cái khác. Để cho các bạn chờ mình chút, vô lấy cục khác ra ngâm thôi, ngâm cho tụi nó ăn. Nào, lấy ra rồi nè mọi người. Hả? Giờ múc miếng nước vô ngâm cho nó mau tan. Chút xíu rồi mình rửa lại mình cho ăn lại. Giờ thì dẫn các bạn đi thăm mấy bầy cá đi. Thôi giờ để mình vớt mấy bầy ureter lên cho bạn show cho bạn coi đi ha. Còn cho ăn trùng huyết thì chắc có lẽ để mình cho ăn trong âm thầm và lặng lẽ vậy. Đó. Thì mấy bầy ure con của mình nè. Đây nữa nè, lên nước cỡ xanh rất là đã luôn. Thì tụi này mình đang dưỡng bằng Atomy. Để coi con máy này coi. Chưa đẻ ha. Thì đây mình có con nó đẻ một bầy nữa rồi nè. Đó. Thôi, để bớt Ivory trống. Bà này Ivory trống, mình mới vừa tuyển mấy con cá nhiễm ngày hôm qua. Thì cũng ấy đó, thấy tụi nó cũng form rồi cũng ngon á. Để sẵn khoe với mọi người luôn ha. Có một bé nhiễm cũng hơi hay hay, thành ra mình giữ lại là cái bé đuôi vàng vàng, cái bơi mé trong đó mọi người thấy không? Nó vàng hết cái đuôi rồi, nếu mà nó vàng hết cái đuôi luôn là ngon. Đây. Đây là tụi Ivory của mình. Tơ nha. Rất là tơ luôn, cá này là 1,5 tháng tuổi nè nha các bạn. Cái tay của mình đau quá. Lôi xuống lôi lên hơi nặng cái nó đau. Mình bị trật cục chỏ. Nhìn vậy nó sẽ ấy. Do cái đuôi của nó trắng, thật ra nó sẽ dạ, nó sẽ khúc xạ cái ánh sáng. Nè, còn con nhiễm hôm qua mình lựa sót nè. Hơi ngay chỗ chéo đuôi. Đó. Tụi này là mình form không có sủi oxy nha mọi người. Mình chỉ form bằng thùng xốp thôi, thì các bạn thấy kết quả rất là khả quan ha. Đó. Chỉ cần nắm rõ cái nguyên lý form cá là được. Một là cho cá nó vận động, hai là cho ăn thức ăn đầy đủ lên, đồ ăn đầy đủ ngon lành lên thì nó sẽ tự động nó sẽ căng, nó sẽ bung thôi ha. Có con này còn nhiễm hôm qua mình lựa chắc sót á, nó hơi bị cái chéo đuôi. Thì tụi này nó đang lên màu, cho nên khi mà mình tách cá nhiễm á thì mình cũng tách từ từ thôi, mình lựa mình tuyển từ từ thôi. Có cái con đuôi vàng đó là mình cố ý mình chừa lại, do là nó nếu mà nó vàng hết luôn thì ngon, đừng có lên đỏ, vàng hết luôn á là đẹp ha, đẹp theo kiểu của mình thôi nha, còn mọi người thì mình không biết. Đó, đây là một bầy thì cũng tương đối hơi đông tí. Chỗ này thì ấy từ từ nè, chỗ nuôi nó rộng rãi đâu nè, thành ra là tụi nó bung rất là sớm. Đây mình còn bầy nữa nè, bầy này nó dạng hơn. Bầy này thì nó xanh hơn bầy bên kia. Bầy bên kia thì nuôi nó trắng nhiều hơn. Bầy này thì nó xanh hơn nha. Cái tay trái đau. Tay trái của mình bị đau cho nên là vớt tụi này vớt từ từ các bạn. Tụi này mình bị cái keo kiến này nó hơi bự á. Tụi cá nó hay bị kẹt, bị cái keo kiến thọt cái keo kiến vô nó đè trên mấy con cá nó sần. Rồi. Đó. Bài này thì sẽ xanh hơn nhưng mà form đuôi, form vây lưng bự hơn. Đừng đã chưa? Ra xanh nhiều lắm. Lao phát. Lao phát cho các bạn thấy. Mặt kiến cũng chưa có rõ lắm nha, nó hơi bị
chờ mình tí. Đây rõ ràng rồi nè mọi người. Đó thì tụi này mình cũng chưa có tuyển gọi là sát tay nha. Đó. Chưa có tuyển gọi là sát tay. Đó, hiện tại thì mình có được hai bầy một chạng luôn, chạng như vậy đuôi vây rồi đã ấy hết rồi, lên hậu kiến cái nữa là đẹp ha. À, tại sao lên hậu kiến? Tại vì mỗi lần mà tuyển cá nhiễm á mọi người, là ở trên hậu kiến tuyển nó tiện hơn dưới này. Mỗi lần mà tuyển là mỗi lần vớt bầy cá, động đậy bầy cá dữ lắm, thành ra cũng hơi sợ. Cả này là mình với lại cũng tuyển cũng đã gần xong rồi, lên hậu kiến đồ ngắm thôi. Tụi này là phải nuôi side view nha mọi người. Nuôi mà chơi hồ kiến lên side view, chứ mà nuôi mà top view nhìn không có đủ phê đâu. Nó có cái hay của Yuri ha. Đó. Tầm khoảng tuần nữa là mình cho lên chân ở trên hồ kiến được rồi. Sẵn lên bộ cá mới giới thiệu cho mọi người luôn. Đó, đó là Yuri. Thì tụi này thì mình cho phun trùng nha. Trùng này là sẵn là sáng còn miếng á, mình cho tụi này ăn trước. Trưa mình đi mình mua trùng thêm, mới mua về trùng về nãy. Thì trùng nó cũng còn dơ cho nên là chưa có cho tụi nó ăn liền được. Phải đợi chắc cầm khoảng ít nhất cũng phải tới sáng mai. Nè, đang sủi nè, ra nước rất là đục nha mọi người. Cái này á mọi người phải thay nước ngày ít nhất cũng phải 2 lần để cho trùng nó sạch. Trùng nó sạch rồi mọi người cho cá ăn nó mới đảm bảo nha. Đừng có để mà nước đục về mà vớt cho cá ăn luôn thì hơi dở ha. Nè. Mấy bài này mình cũng cần phải tuyển nữa nè. Như mấy cái con mà lên màu đen không á thì mình sẽ dạt ha. Còn mấy cái con mà lên mà đuôi đẹp đồ á thì mình sẽ giữ lại. Đó, tụi này cũng hơi đói nè. Tính cho tụi này ăn xương xương mà hồi nãy mình đá văng cái ấy rồi. Trong đây thì còn hai con mái, hai tới ba con mái nữa. Ôi mấy mái này bầu hết trơn rồi mọi người ơi, không biết là chừng nào nó sẽ đẻ đây. Làng hoàng là không có chỗ nuôi, mình cũng đang dành giật lại mấy cái thùng. À, giới thiệu với mọi người, đây là bộ rồng giống tơ của mình, thì mình tuyển lại nè, tuyển lại để mà làm giống ha. Mình hạn chế làm rồng lại một tí, chừa chỗ cho mấy con Yuri rồi. Bên đây mà máy cũng có bầu rồi nè mọi người, nếu mà nó hô nó đẻ một cái là mình cũng không biết là chỗ đâu mà mình xây xẻ cho cái chỗ này nữa. Quá trời, cái này cá nhiều lắm mọi người ơi, cá nhiều lắm. Đó, ở đây mình còn con mái nữa nè, con mái này bầu nè mọi người thấy xỉu chưa, xỉu chưa. Đó. What? Cá con thì còn ba khay còn phải dọn hồ lẫn xuống ba khay này. Thì mình đã dọn được hai cái hồ kiến trong kia rồi ha, chỉ cần đem cá ngoài này vô trong kia cái nữa là lòi ra hồ nữa là xuống ba cái bầy cá con đó. Thì thôi hôm nay thì tới đây thôi nha mọi người. Để dẫn mọi người đi cập nhật chút cá beta nha. Nè, cá beta sáng giờ mình chưa cho cá con ăn, do là Atomy nó không nở không kịp, hôm qua hư hết nổ. Nè, beta nha. Sợ cá con còn được 5-6 con rồi các bạn. Hôm bữa mình động nó thì nó ăn trứng. Con trống này nè, hôm bữa mình động thành ra là nó ăn trứng rồi, nở ra còn được có mấy con thôi. Mấy con cá con thôi, không có nhiều lắm. Không biết mấy cá con nó nằm đâu rồi nữa. Nè 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 mọi người. Nè, bạn thấy không? Thấy được hai mắt không? Có ngay giữa màn hình luôn nha. Đó. Một nè, còn nữa 5-6 con thôi, mình đếm được mà. Bên đây hai con nữa nè mọi người. Rồi ba nè. Đó. Cái con mà mình đè, cái con beta mà mình đếm được mà. Đây hai con nữa nè, là 5 nè. Đó. Rồi đó, hết rồi đó.
thất bại, ổ này mình thất bại rồi ha. Mình giận quá, mình làm thêm ổ nữa nè, mà ổ này thì chưa thấy gì hết. Cá này mình thả hơi vô hơi sớm, nó là phải chờ cá trống nó nhả bọt đồ các kiểu rồi mới thả cá máy rồi ra. Thôi bye bye mọi người, hẹn lại mọi người vào video tiếp theo của mình.